Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình góp nhận 0.5 token có hiệu là KB3RB. Một token này đã list trên sàn ban cách kép swap các bạn. Con này một cái sàn này nó cũng như là cái sàn Uniswap hay là Uniswap các bạn. Để tham gia ngày hôm nay các bạn link mô tả mở Telegram các bạn chuyển tắt chatbot các bạn. Những cái sàn swap thì các bạn dễ swap coi lắm các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue các bạn. Rồi 32 cộng 35 cộng 2 bằng 37 các bạn. Rồi bạn gửi cho bot các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh seller các bạn. Một kênh. Rồi join tiếp kênh seller các bạn. Rồi bắt up các bạn. Rồi theo world thì các bạn follow và request lên các bạn. Khoan để coi hai kênh này join chưa các bạn. Các bạn kiểm tra hết 4 kênh Telegram nữa các bạn. Rồi mình đã join rồi, nó chỉ có 2 kênh nè. Rồi các bạn follow và tweet nè, các bạn nhớ mấy fan nè. Các bạn chạy xíu nha các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè, các bạn bỏ ra chỉ được 1 phút nữa làm cái dự án này các bạn. Rồi sau khi các bạn like và tôi quyết lựa cái bài viết đã ghi muốn nó nghe tất cả các bạn. Rồi các bạn test lại nè. Rồi các bạn bắt đắp lại các bạn. Rồi các bạn mở Telegram của các bạn lại nè. Chương trình góp này nó sẽ phân phối vào ngày 2 tháng 1 năm 2021 các bạn. Rồi các bạn bấm vào donate các bạn. Rồi các bạn bấm donate tiếp các bạn. Rồi các bạn điền lại username theo word của mình, các bạn mở trang trader của mình vào trang cá nhân thì các bạn sẽ gặp username của mình nha các bạn. MMO của bạn. Rồi bạn gỡ các bạn. Rồi bạn bấm don tiếp các bạn. Ê chết. Rồi bấm lại skip rồi. Mình đã reset cái bot lại rồi, bạn bấm don các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với BNB Smart Chain các bạn. Wallet con một cái con này chạy trên mạng BNB Smart Chain, nó cũng trùng địa chỉ với ETH nhưng mà mình gửi Figa thì Figa BNB nghe các bạn. Các bạn có thể dùng ví Smart Chain BNB hoặc là có thể dùng ví địa chỉ ETH cũng được mà. Nó cũng trùng chung địa chỉ nè các bạn. Không nhân 17 nè. Smart Chain nó cũng không nhân 17 các bạn, số chép nhân nè. Nó cũng trùng một chung địa chỉ các bạn ơi. Các bạn lấy địa chỉ ETH cũng được. Rồi bạn bắt vào các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot các bạn. Rồi các bạn lấy link game chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm 0.5 token các bạn. 0.1 token cho bạn lực game. Video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.